Kính thưa bác Hà Thượng Nhân và bác gái, kính thưa quý vị quan khách và quý vị thân hữu, nhận lời mời giới thiệu tác phẩm thơ Hà Thượng Nhân, quả là một bạo dạn liều lĩnh, bởi vì thơ Hà Thượng Nhân đến nay vẫn là một khu rừng rậm rạp muôn lối mà chưa mấy người vào đó để khám phá và thưởng ngoạn. Cụ cho tôi biết, cụ có hàng chục ngàn bài thơ, mà một vài tác phẩm thì chẳng qua chỉ là đem muối bỏ biển, hay là mân mê vài cành lá của cây đại thụ Hà Thượng Nhân mà thôi. Với tất cả tấm lòng khiêm tốn của kẻ hậu sinh, được vinh hạnh làm bạn vong niên của Hà Quân, chúng tôi mở đầu nói rằng thơ Hà Thượng Nhân, tập thơ Hà Thượng Nhân gồm 310 trang, trình bày thật trang nhã. Hình bìa trước là hình của chính tác giả, hình bìa sau là hình ảnh chèo thuyền trên sông, có thể hàm ý người trên sông chính là Hà Thượng Nhân. Có thể chia tác phẩm thơ Hà Thượng Nhân là 4 phần. Phần 1 khoảng 95 trang dành để chuyên chở 3 tác phẩm của Hà Thượng Nhân, đó là Thư Chúng Mình, Thư Của Chúng Mình, Hương Xưa và Bên Trời Lần Đận. Phần 2 khoảng 110 trang dành cho các bài thơ viết cho các bạn, Thơ Sướng Hòa và Thơ và Thân Hữu Bốn Phương. Phần thứ 3 chỉ gồm 10 trang mà thôi, để đăng lại những bài thơ trào phúng ở trên báo Tự Do qua một đàn ngang cung. Và phần thứ 4 khoảng 90 trang là viết đăng các bài của các bạn bè thân hữu viết về cụ Hà Thượng Nhân. Về nghệ thuật thì thơ Hà Thượng Nhân được viết theo đủ thể loại, từ thơ lục bát đến song thất lục bát, đến thơ đường luật, thơ mới và có cả thơ tự do. Riêng thơ đường luật tập Hương Xưa thì phải nói là quá xúc tích, ít ai mà thấu hiểu được hết thâm ý của cụ. Và chính cụ đã thổ lộ thế này: không sợ lỗi thời, chỉ sợ bạn đọc không tìm được trong đó hình ảnh của chính mình mà thôi. Bước vào phần thưởng ngoạn, phải nói ngay rằng tập thơ Hà Thượng Nhân là một vườn hoa muôn hương muôn sắc, làm cho người đọc say mê kỳ thú. Nhưng trên tất cả, thơ Hà Thượng Nhân chỉ làm nổi bật một chữ mà thôi, một chữ viết hoa, đó là chữ yêu. Và được Hà Thượng Nhân viết như thế này: ta có một tình yêu bao la như trời đất, ta viết vào trong thơ, tình yêu ta không mất. Điều đó không có gì lạ, vì chính tác giả từng nhận mình thuộc về nòi tình với con tim nhạy cảm. Và ông viết: nòi tình ta vốn cùng loài, hỏi ngàn năm tới chờ người giải cho. Làm sao giải nghĩa được, dù Nguyễn Du gần hơn như Hàn Mặc Tử hay Xuân Diệu Vũ Hàm Chương, ngay cả Phạm Thiên Thư cũng đành bó tay, không thể giải nghĩa được tình yêu là gì. Nhưng hôm nay xin mạo muội để nói rằng chữ yêu của Hà Thượng Nhân đã bao trùm tất cả vũ trụ nhân sinh và vũ trụ tự nhiên. Thứ nhất là tình yêu vợ say đắm. Người bạn đời mang tên Minh còn ngồi đây, người bạn trăm năm chính là nàng thơ, xuất hiện với những nét duyên dáng gắn bó không rời, như chính là nghĩa sống của chính tác giả. Tác giả tâm tình như thế này: cuộc đời tạm bợ này còn có ý nghĩa gì hơn tình yêu nữa không? Hỏi thế rồi Hà Quân đã tự trả lời bằng tiếng nói thỏ thẻ của con tim như thế này. Xin mời bác gái nghe cho rõ. Chỉ em mới đẹp nụ cười, chỉ em mới đủ cuộc đời anh say. Chỉ em mới làm cho anh say, nhưng say đó không phải là say men, mà là say tình, say làn da mặn nồng, say làn môi hồng ửng. Và tác giả viết: yêu nhau trời đất bao la,
hơi dồn dập xiết làn da mặn nồng. Hay là lãng mạn hơn nữa, anh được cắn lên môi má ửng mà kêu yêu lắm lắm em ơi. Nếu sau này Nguyễn Tất Nhiên có viết rằng đi trên đường đại lộ Duy Tân mà uống môi em ngọt, thì đó cũng chỉ là lấy lại ý của Hà Thượng Nhân 5-6 năm chục về trước mà thôi. Hà Thượng Nhân viết như thế này: thèm được rít lên môi nóng hổi, uống miệng em trong mỗi hôn dài. Điều đáng nói là tình yêu của Hà Thượng Nhân không phải chỉ là tình yêu giao cảm thoáng qua, mà là một tình yêu gắn bó một đời chung thủy. Còn nhau nguyện một lời thề, yêu nhau trọn kiếp chẳng hề phủ nhầm. Đó là yêu vợ nồng nàn say đắm. Thứ hai là yêu nước đậm đà. Hà Thượng Nhân có một thời ngang dọc thể hiện chí trai của Nguyễn Công Trứ. Ông muốn không bao giờ cúi đầu mà phải ngẩng đầu lên, hòa mình vào nỗi cùng khôn của dân tộc. Ông viết như thế này: nhân dân nuốt khổ đau, máu xương hòa máu xương, làm sao gục đầu xuống, sao đành tay buông. Với bầu nó nóng của thế hệ tuổi trẻ, Hà Thượng Nhân vang động thành tiếng gọi lên đường, tiếng còi thúc quân như là tiếng trống tràng thành lung lay. Ông viết thế này: sao chưa quay mũi súng bắn tàn quân bạo cường, sao chưa dùng ngọn bút dục giả nhau lên đường. Và lúc này thì thơ Hà Thượng Nhân dõng dạc và con người Hà Thượng Nhân trở thành như một từ hải ngang dọc, như là Kinh Kha diệt Tần. Ông viết: câu thơ khó chuyển vần sông núi, cán bút khôn điên đảo đất trời, thì xin mặc áo con nhà võ, làm gió làm mưa bốn bể trời. Làm gió làm mưa là để nâng cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, đoàn kết dân tộc về một mối, mà Hà Thượng Nhân đã coi đó là tình yêu nước, yêu tộc, dân tộc và yêu người. Và ông viết về chính nghĩa thế này: tất cả đều tin vào chính nghĩa, ngọn cờ dân chủ Bắc và Nam, ngọn cờ vẫy gọi con dân lại, chỉ có tình yêu, chỉ có xuân. Niềm tin yêu vào chính nghĩa quốc gia đã trải dài trong thơ của ông từ tuổi trẻ đến tuổi già. Và hôm nay đã ngoài 90, niềm tin yêu vào chính nghĩa đó vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dầu ông phải ngồi xe lăn, nhưng ông viết thơ đứng lên và để cùng với những bước chân dân chủ trong nước, như là ông đã ca tụng cô Lê Thị Công Nhân như thế này: hãy đứng lên, xông vào trận, tôi đi theo công nhân. Lê Thị Công Nhân: đứng lên hỡi đồng bào, không chờ được nữa, xé tan cờ đỏ, thắp lửa đứng lên. Đó là Hà Thượng Nhân hôm nay. Và Hà Thượng Nhân cũng yêu bạn chí tình. Hà Thượng Nhân có nhiều bạn khắp bốn phương, người nào cũng muốn tới với cụ để chia sẻ với cụ một hớp rượu, để được nghe cụ nói, để nghe cụ ngâm thơ. Những người bạn đó đầu tiên phải nói là Hữu Loan, mà chúng ta đã nghe nói nhiều. Ông viết về Hữu Loan: mày đi cày vì mày dám làm thơ, thơ vĩ đại vì thơ không đánh đĩ. Bọn dối cá chẳng hề là thi sĩ, kiệt trụ đừng nói chuyện thi ca. Và hai câu, mấy câu thơ lớn nhất mà hồi nãy anh Trần Phong Vũ đã nhắc tới, chúng ta đã thấy rằng là nói về Hữu Loan là: tôi bận làm người cho nên không làm nhạc. Với Vũ Hoàng Chương thì Hà Thượng Nhân đã tỏ một mối thân tình rất là gắn bó. Và ông viết về Vũ Hoàng Chương thế này: đêm nay ta gục trên trang sách, cứ tưởng trang vàng cũng vấn vương, ai tưởng giọng ai cười dưới mộ, em hoài gặp lại gã Hoàng Chân. Và Hà Thượng Nhân, có người ngồi đây là Ngô Đình Chương, Hà Thượng Nhân cũng đã viết về Ngô Đình Chương với những dòng thơ rất chí tình: ôi giọng họ Ngô Đình lạ quá, lại anh Chương, lại hóa anh Chương, thơ còn hai chữ yêu thương, lòng còn một chữ đoạn trường gửi ai. Và cũng nên thêm rằng các bạn thơ như là Đông Anh, Trường Giang, Tuệ Nga, Vân Nương có một khuôn mặt cũng ngồi trong hội trường này, mặc dầu không đậm nét lắm,
trong tập thơ Thơ Hà Thượng Nhân. Nhưng đây đó, hình ảnh người này cũng rất phảng phất chí tình trong Thơ Hà Thượng Nhân. Tôi muốn nói đến nhà thơ Huệ Thu. Và Hà Thượng Nhân đã viết như thế này: buồn thì ta đã buồn rồi, buồn thêm chút nữa lại trời thu sang. Nhớ thì nhớ từ thuở nào, nhớ thêm một chút có sao không mình. Nhớ thêm một chút có sao không mình. Và thứ tư là yêu người thiết tha, yêu vợ, yêu nước và yêu bạn. Hà Thượng Nhân còn dâng hiến con tim mình cho con người viết hoa như một giá trị tuyệt đối. Trong khi Cộng sản chủ trương giết giết nửa bàn tay không ngưng nghỉ, tức là hủy diệt con người, thì Hà Thượng Nhân đã tôn vinh con người. Chỉ nhìn thấy con người là ông nhận thấy cuộc đời dân hương và đau khổ nở thành hoa. Lúc trong tù, Hà Thượng Nhân viết thế này: chỉ cần nhìn thấy con người, quên mình đang ở giữa nơi lao tù. Kết thân với con người như thế, nên Hà Thượng Nhân đã siết chặt tất cả những ai mang danh nghĩa con người, như thể là một anh chàng lính Lê Dương vô danh tiểu tốt. Hà Thượng Nhân cũng siết chặt bàn tay nối tình người. Tôi với anh không cùng màu da, không chung tin tưởng. Anh ơi, anh chiến sĩ bốn phương trời, tôi thân ái siết bàn tay huynh đệ. Và cũng chính vì tình người sâu đậm mà Hà Thượng Nhân đã viết ra cả một tập thơ. Tập thơ đó là Bên Trời Lần Đầm, để chia sẻ mối cảm thông với Bạch Cư Dị và với người kỹ nữ Bến Tâm Xương. Và thứ năm là tác giả yêu mình với một chút xót xa. Tự tình vốn là hệ một cái thông lệ đối với các nhà thơ. Nếu Nguyễn Du đã lấy Thúy Kiều để bày tỏ tâm sự, khi tỉnh rượu lúc tàn canh nghĩ mình lại thương mình xót xa, thì hay là Phạm Thiên Thư trong Động Hoa Vàng, đêm tìm Động Hoa Vàng, cũng đã muốn thương mình một chút. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Hà Thượng Nhân cũng vậy, đã mượn hình ảnh Bạch Cư Dị trên bến Tầm Dương để bày tỏ lòng mình. Ông viết: thơ để lại ngàn sau tri kỷ, nỗi đoạn trường nào chỉ riêng ông. Nghĩa là đoạn trường cũng có dính vào Hà Thượng Nhân đấy. Bạch Cư Dị có người kỹ nữ làm tri kỷ, còn Hà Thượng Nhân có ai làm tri kỷ không? Và ông viết như thế này: thương ông ai sẽ thương mình, bên trời lần đận mối tình oái oăm. Còn nhớ mình là còn thương mình, còn buồn và còn ngẩn ngơ. Thì Hà Thượng Nhân đã đi tìm quên một chút ở trong men say. Và ông viết: người say ta cũng say mềm, say quên nhớ bạn, say quên nhớ mình. Trong cơn say, tác giả đã vượt qua được biên giới ý thức. Rồi như một cuồng sĩ, Hà Thượng Nhân tự cười với mình, cười sẵn sặc với chính mình như thế này: Xuân Ninh, hề Xuân Ninh, nhị thập niên tiền kỷ nhục vinh. Nhưng sau tiếng cười đó, Hà Thượng Nhân đã trở thành con người thoát tục, lâng lâng trong cảnh giới của lão của thiền. Vì tác giả đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, mà nghe lòng nhẹ lâng lâng, mà nghe thấm thía giả chân cuộc đời. Nghe thấm thía giả chân cuộc đời, Hà Thượng Nhân đã đi tìm hạnh phúc nơi một chân trời mới. Đó là chân trời trong đạo Công giáo, mà Hà Thượng Nhân đã viết thơ cho Đức Giáo Hoàng nói rằng: trong nỗi khổ tuyệt vời, tôi sống lại rồi, tôi sống lại vĩnh cửu. Cảm ơn bác Hà Thượng Nhân, cảm ơn quý vị, và chúc Hà Thượng Nhân sống mãi trong tình yêu vĩnh cửu, với hai chữ viết hoa, chữ yêu và chữ người. Cảm ơn Hà Thượng Nhân.